tập 59. Tìm được cây oan pha xà rạp không? Tối qua, tôi đã làm theo tất cả chỉ dẫn của sư phụ Thiên, nhưng mà vẫn không tìm được, thưa cậu. Không sao đâu. Tôi cũng biết. Hai người đã cố gắng hết sức rồi. Cậu ơi, tối qua, tôi gặp thằng Mốt. Nó đã hoàn toàn trở thành ma cà rồng rồi. Sao như vậy được? Tối hôm đó gã Mốt lèn vào nhà tấn công anh. Có khi nào bị anh cắn nên thành ma cà rồng không? Chắc là vậy, nên tôi mới nhìn thấy thanh đồng cổ trong lúc thiền. Tối qua tôi với nắm nửa thoát thân được, cũng là nhờ sư phụ Tiên căn dặn tôi đem thanh đồng cổ theo bên người. Cây oan pha xà rạp không chịu hiện ra là do máu người. Chắc nó biết có thằng Mốt đi theo nên mới không hiện hình ra. Nếu là vậy, tôi sẽ tự đi tìm. Khoảnh là nhất định phải khỏi. Chú xem giúp tôi, chừng nào thì cây đó sẽ hiện ra nữa. Để tôi xem. Nếu thằng Mốt là ma cà rồng, mọi người phải hết sức cẩn thận. Lúc nào cũng phải đem theo thanh đồng cổ trong người, với lại phải tránh xa người của chạy voi. Cậu ơi, nhưng mà giờ nắm nửa vẫn chưa có thanh đồng cổ. Chuyện đó để tôi lo. Em cảm ơn anh. Anh định đi đâu? Tao phải trở thành ma cà rồng là tại mày đấy, Pirachak. Tao nhất định phải giết mày. Đây là gì vậy chị? Nó là bùa âm binh, làm từ xương của âm binh. Em lấy gói bùa này tìm cách nào đó pha vào nước cho bà Mương uống. Sau đó, anh ta sẽ là của em. Mong là sẽ có tác dụng thật như chị nói. Em muốn thấy gương mặt của nhỏ Pasini lúc anh bà Mương bỏ nó mà yêu thương em. Mặt nó lúc bị đàn ông bỏ chắc là sẽ thê thảm lắm. Anh ơi, lúc này em thấy anh bận rộn, ít có thời gian nghỉ, với lại ngoài vườn hoa đậu biếc đang nở rộ, nên hôm nay em thử làm gỏi hoa đậu biếc chiên giòn cho anh ăn thử. Đây anh. Ưng Khâm, chị pha giúp tôi một ly cà phê. Vâng. Anh thử một miếng này đi. Đây. Ngon lắm đấy, Pupin. Thật à? Anh ăn thêm đi. Em làm có thế này thôi hả? Sao đủ ăn? Có mỗi một chút à? Tự nhiên em quên. Nếu anh trở thành ma cà rồng, anh không nhận biết được mùi đồ ăn. Dù anh không nhận biết được mùi vị, nhưng mà anh vẫn cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương quan tâm của em dành cho anh và Khoảnh La. Tất cả những món ăn mà em làm cho anh đều cảm nhận được vị ngon bằng trái tim của anh. Vậy được rồi, em đi xem bé Khoảnh La. Con bé xin em ra vườn chơi với nắm nửa, mà hôm nay trời nắng gắt quá, em sợ con bé bị bệnh. Đi đi. Mà đừng đi lâu quá nhé. Anh có chuyện gì cần em giúp hả? Tại anh nhớ em. Cái anh này, anh buông ra đi. Để em còn đi xem bé Khoảnh La.
Em nói là đi xem bé Khoảnh La mà sao về nhanh vậy? Anh đang làm việc hả? Cô tới có chuyện gì? Chết rồi, tôi xin lỗi cô. Làm cái gì vậy hả? Bất cẩn thế. Cô cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mà tôi thấy cô nên tranh thủ về nhà đi. Nếu không, cà phê thấm vào áo là không giặt được đâu. Cô về đi. Ương Khâm, chị làm gì vậy Ương Khâm? Chị Ương Khâm, anh đi đâu vậy? Làm cái gì vậy chứ? Thấy được ngày cây oan pha xa rạp sẽ hiện ra nữa rồi. Nếu lỡ lần này, chắc là không còn cơ hội nữa. Sao hết cơ hội vậy thầy? Trong lúc thiền, sư phụ thấy ánh sáng của cây tối dần đi. Mình phải mau nói chuyện này cho cậu Pirachak biết. Đi thôi, vâng. Mình vào chơi với bố nhé. Còn có sao không? Còn có bị đau không? Nhìn cái gì? Tao không trở thành ma cà rồng giống mày đâu. Quái vật con. Cô không được làm gì Khoảnh La. Vậy thì tôi cho cô chết trước đấy. Thì ra là cô có vật hộ thân hả? Được, tôi không sợ đâu. Để xem ai giỏi hơn. Dừng lại. Cô định làm cái gì hả? Cô bị cắn. Cô cứ chờ đó đi. Bé Khoảnh La đừng có sợ nhé. Có mẹ ở đây. Xem anh Pirachak đi. Đi thôi. Chị Ương Khâm. Sư phụ, sao chị Ương Khâm bị bất tỉnh vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên tôi lại nằm ở đây? Có gì nói sau đi. Xem anh Pirachak trước. Anh ơi. Anh. Cậu ơi. Anh. Anh ơi. Cậu ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh. Anh. Bố ơi. Ai làm hại bố của con? Anh. Cậu. Anh tỉnh rồi. Anh ơi. Anh. Hồi nãy Pampim bọc bùa tôi. Tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi cố gắng chống lại bùa mê nên biến hình. Tôi đã cắn cô ta nên cô ta mới dùng phép tấn công tôi. Tôi lại tạo thêm một con ma cà rồng nữa rồi. Lạ quá. Sao cậu có thể biến hình vào ban ngày được nhỉ? Bây giờ sức mạnh trong người cậu mạnh hơn trước nên mới biến hình vào ban ngày được. Cũng giống bé Khoảnh La, di chuyển trực tiếp từ dòng máu ma cà rồng nên có năng lực mạnh. Dù bây giờ nó vẫn còn nhỏ nhưng vẫn có thể biến hình vào ban ngày. Ta phải mau chóng tìm được cây oan. Ánh sáng của cây đang ngày càng yếu đi. Cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Chúa ơi, vậy Chúa có thấy ngày oan pha sa rạp sẽ xuất hiện chưa? Thấy rồi. 5 ngày sau, cây sẽ xuất hiện một lần nữa. Tôi sẽ vào rừng để tìm cây, rồi quay về xử lý đám ma cà rồng ở trại voi. Bố cho con đi với bố được không? Con sợ sẽ có người ăn hiếp bố nữa. Con có năng lực đặc biệt mà. Con sẽ bảo vệ cho bố. Khoảnh La này, chuyến đi này sẽ nguy hiểm lắm. Bố thực sự không thể cho con theo. Con ở lại với mẹ Pupin nhé. Ăn cho no đi. Nghe đây, chừng nào mày đẻ con ra, đừng có đạp chết nó. Tao còn phải lấy nhau thai để làm một miếng bùa nữa đấy. Cô Pin bị gì vậy? Anh vào phòng tôi làm gì? Cô mới bị thằng Piracha cắn cổ phải không? Đúng là dấu răng ma cà rồng. Không phải chuyện của anh. Anh đừng có xen vào. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Ra ngoài. Tôi bảo anh ra ngoài nghe không hả? Tôi cũng bị thằng đó cắn như cô. Tôi đã trở thành ma cà rồng rồi. Cô cũng vậy thôi. Không đâu. Tôi không phải là ma cà rồng. Anh thấy trong người sao hả, Bà Mương? Hôm nay em lạ lắm. Tự nhiên em ra ngoài cười với anh là sao? Lúc trước bố em nói với em, mỗi lần thấy em cười, nụ cười của em có thể giúp cho ông đỡ căng thẳng. Em biết lúc này có nhiều chuyện làm cho anh căng thẳng. Biết đâu nụ cười của em có thể giúp được cho anh giảm bớt căng thẳng thì sao? Anh nghĩ là bố em đã lừa em rồi. Bố không lừa em đâu. Coi đi, cuối cùng anh cũng cười rồi kìa. Sao anh lại thở dài vậy? Anh đang lo lắng chuyện gì? Nói cho em biết được không? Bây giờ giữa ban ngày ban mặt, anh cũng biến hình được. Anh còn không kiểm soát nổi đã cắn Mốt và cô Ban Pin. Hai người đó có bí thuật trong người. Anh sợ bọn họ sẽ tạo ra một đội quân ma cà rồng sống xa Ban Nga. Nếu như vậy, dân làng sẽ chịu khổ. Những chuyện đã xảy ra rồi, mình cũng không thể quay lại để sửa đổi theo ý mình được. Nhưng mình có thể tìm cách ngăn cản, không để cho nó tái diễn lại lần nữa. Vợ chồng mình sẽ cùng làm. Anh còn có em mà. Còn mọi người trong Trương Khâm nữa, mọi người luôn ủng hộ cho anh.
anh với Khoảnh La nhất định sẽ khỏi. Cảm ơn em nhiều lắm, Pupin. Anh nhớ nhiều năm trước, trước khi anh gặp được em, anh luôn mong là phải chi trên đời có người nào đó chịu lắng nghe câu chuyện của anh, chấp nhận con người thật của anh thì tốt quá. Thì ra người đó bây giờ đang đứng trước mặt anh. Anh Bảo Mương đâu rồi? Hôm nay anh Bảo Mương không tới văn phòng làm việc. Anh ấy bị ốm à? Chắc tại anh ấy có thể nhìn thấy trước được tương lai. Nhưng mà cô Pacini có nhờ tôi đưa trà hoa đậu biếc cho anh ấy. Có gì cô gửi cho tôi cũng được. Dạo này anh Bảo Mương bận rộn lắm, không có thời gian tiếp khách đâu, trừ khi khách tới bàn công chuyện. À này, tôi làm rơi chiếc nhẫn kim cương, tìm nãy giờ chưa tìm thấy. Hay là nhân công ở đây nhặt mất rồi? Nhẫn đắt lắm đấy. Nhân công ở đây đã được cậu Pira Chạc dạy là phải trung thực. Nếu không phải của mình thì không lấy đồ của người khác, đặc biệt là những thứ biết rõ chủ nhân là ai. Hay là như vậy đi, để tôi giúp cô tìm lấy chiếc nhẫn. Mà lúc nãy cô đi đường nào? Thì ở bên đó kìa. Được, để tôi đi tìm. Thấy rồi. Ồ, cô thấy ở đâu vậy? Thì ở đây này. Là sao vậy? Người đã không đẹp, còn bất lịch sự nữa. Anh ơi, cho em vào rừng cây tìm với anh được không? Em đừng đi, Pupin. Phải đi vào rừng sâu nhiều nguy hiểm lắm. Anh lo cho em. Với lại anh cũng muốn em ở lại đây chăm sóc cho bé Khoảnh La. Thật ra em ngỏ ý đi cùng với anh, vì tối hôm qua em nằm mơ thấy bé Khoảnh La dắt tay em vào rừng hái cây. Em thực sự rất muốn giúp bé Khoảnh La. Hôm trước nghe Pampin bảo bé Khoảnh La là đồ quái vật con, em thấy thương con lắm. Cô ta đúng là tâm địa xấu xa, ngay cả một đứa trẻ cũng làm tổn thương. Nếu nói vậy, thôi thì theo ý em đi. Em cảm ơn anh. Đây ạ. Cảm ơn cậu. Anh không cần uống hết nguyên bình trà đậu biếc của cô Pacini pha cho cũng được mà. Từ từ thôi, dù gì sau này muốn uống bao nhiêu cũng có. Em đi làm việc tiếp đây, còn nhiều việc lắm. Mình gặp nhau rồi, anh Tả Mương. Xin chào cô Zapirun. Mà cô tới đây có chuyện gì không? Nếu cô muốn bàn chuyện công việc, tôi nghĩ để tôi dẫn cô tới văn phòng rồi ngồi bàn chuyện cho tiện hơn.
Chuyện là tôi có mua một ít nước trái cây đem qua cho anh uống, coi như đây là quà xin lỗi chuyện hôm trước. Tôi hơi nặng lời với anh. Mấy ngày nay tôi ở nhà suy nghĩ kỹ rồi, tôi thấy anh nói vậy cũng đúng. Cảm ơn cô nhiều lắm, nhưng mà lần sau không cần mất công vậy đâu. Chuyện này nhỏ xíu thôi mà, anh không cần khách sáo. Anh thấy trong người sao hả anh Bảo Mương? Sao mắt anh nhìn tôi dữ vậy? Hay là... Lúc ngủ mà cũng đẹp trai, hấp dẫn. Nhưng mùi vị có ngon không? Phải để tôi nếm thử mới biết được. Hàng của chị Pim đưa cho mình đúng là tốt quá. Anh Bảo Mương, anh Bảo Mương ơi, đừng giả vờ ngủ mà tôi không biết hả? Trong phòng anh Bảo Mương có tiếng gì vậy? Anh ngủ say như vậy cũng tốt. Lúc ngủ mà cũng đẹp trai và hấp dẫn quá. Nhưng mùi vị có ngon không? Phải để tôi nếm thử mới biết được. Cô già Pirun, cô định làm gì anh Bảo Mương vậy hả? Nam nữ ở riêng với nhau trong phòng, cậu nghĩ còn làm được cái gì nữa? Cậu đứng đó nhìn người ta như vậy, thế cậu không biết phép lịch sự hay là gì hả? Anh Bảo Mương, này anh Bảo Mương, ra ngoài đi, anh Bảo Mương, tôi bảo ra ngoài đi. Anh Bảo Mương hiện không tỉnh táo, hay là cô đã cho anh ấy uống thuốc mê rồi? Tôi không phải là nhân vật nữ phản diện trên truyền hình, hở ra là bỏ thuốc mê người ta. Chính anh Bảo Mương là người đã đưa tôi vào phòng này, rồi bảo tôi ở lại với anh ấy. Dạo này anh ấy làm việc nặng, nên anh ấy thấy mệt. Xong việc thì anh ấy ngủ thiếp đi. Cậu có hiểu chưa hả? Không hiểu gì hết. Tôi không phải kiểu người sẽ bị lừa như cô nghĩ đâu. Phiền phức quá.
Mau ra ngoài đi. Em bảo Mương, tôi bảo cậu ra ngoài. Cô giặt. Có ra ngoài không? Không ra chứ gì. Có ra không hả? Tôi bảo ra ngoài nghe chưa? Đừng, mau ra ngoài. Có chịu ra ngoài chưa? Tôi bảo cậu ra ngoài mà. Này dừng lại. Tôi chịu thua. Bí thuật của cậu cao cường, làm ơn tha cho tôi. Tôi không muốn làm hại ai nữa. Tại có người bắt tôi làm nên tôi mới phải làm thôi. Nếu không làm, tôi sẽ bị chủ hành hạ. Cậu định niệm chú cho tôi hồn bay phách tán hả? Ná má bá thá, đi tị pi sô, bá khá hoa. Tôi chỉ giúp ông tới đó thôi. Còn lại phải trông cậy vào nghiệp quả mà ông đã tạo ra. Dừng lại, anh Bảo Mương. Ra ngoài đi. Ra đi, anh Bảo Mương. Tôi bảo cậu ra ngoài. Ra ngoài. Mau ra ngoài cho tôi. Ra ngoài đi, anh Bảo Mương. Dừng lại. Cô định làm cái gì hả? Anh tỉnh rồi hả? Mau đưa thằng quỷ nhỏ này ra đi. Anh Bảo Mương tỉnh lại rồi hả? Cô không có quyền đánh người làm của dãy Trường Khâm trong nhà của tôi. Tôi không muốn làm cô xấu hổ, nhưng tôi biết cô đã làm gì tôi. Anh Bảo Mương, anh làm tôi đau đấy. Anh đừng hiểu lầm tôi mà Bảo Mương. Chính anh là người đưa tôi vào phòng này mà. Tôi từng nói với cô rồi, nếu cô là một người tốt, đàn ông sẽ tìm thấy và tự động tới tiếp cận cô. Nhưng những thứ cô làm đều trái ngược. Cô làm chuyện hèn hạ để giành lấy tình cảm. Tôi nói cho cô biết, tình cảm đó không trường tồn được đâu. Mà đó còn là cách thức đê tiện nữa. Hôm nay nói với cô lần cuối cùng, từ giờ trở đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa. Mời cô, cửa đằng kia. Thả Mương phóng thích linh hồn, ông chết rồi hả? Anh quả nhiên không tầm thường, Bảo Mương. Chị Pim, sao thuốc của chị chỉ có tác dụng một lúc? Tự nhiên anh Bảo Mương tỉnh táo trở lại. Bây giờ đưa cho em gói thuốc khác đi, lấy liều mạnh nhất luôn. Đừng làm ầm lên nữa. Bảo Mương là người có luyện bí thuật, ngay cả xương của âm binh còn không làm gì được thằng đó. Em đừng mơ tưởng nữa thì hơn. Chị không có thời gian mà suốt ngày theo em giải quyết hậu quả. Ra khỏi phòng của chị đi. Chị Pim. Tối qua tôi đã bấm quẻ, ngày cây oan pha ra rạp hiện ra. Thời gian là rạng sáng ngày mai, cậu phải tìm ra nó. Nếu để lỡ lần này, phải chờ thêm 100 năm, nó mới hiện ra cho mình thấy. Nếu lỡ lần này, phải chờ thêm 100 năm nữa hả chú? Hay để tôi đi tìm giúp cậu được không? Dù gì, tôi cũng có bí thuật, có thể sinh tồn được trong rừng sâu. Biết đâu có thể giúp được gì cho cậu thì sao? Cậu ở lại lo cho mọi người ở dãy Trương Khâm là được rồi. Tôi có vào rừng tìm cây cũng đỡ phải nghĩ ngợi nhiều, vì biết có cậu ở đây. Vâng cậu, chỉ cần là ý của cậu muốn, tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu. Cảm ơn Bảo Mương. Cậu chủ để em đi tìm giúp được không? Tại em vẫn còn nhớ đường đi hồi lần trước. Cậu ở lại giúp Pacini giải quyết công việc là được rồi. Có gì còn phụ giúp chăm sóc Hoành La. Vâng cậu. Cậu đừng có quên lời tôi dặn dò. Một cây oan pha xà rạp chỉ chữa khỏi cho một người, để thanh tẩy dòng máu mà cả rồng. Cậu phải cố tìm cho được hai cây. Nếu tìm được, cậu phải mau chóng quay về lúc cây còn tươi. Nếu lỡ nó héo chết đi thì không dùng được nữa. Tôi biết rồi. Chúc cậu tìm được nó. Dạ.
đồ giả. Cái này cũng giả. Cái này cũng giả. À, cho phép cậu đem đồ giả tới bán cho tôi hả? Tôi được cậu đúng là uổng cơm thật mà. Tôi đối đãi tốt với cậu, vậy mà cậu đem đồ giả bán cho tôi là sao? Chồng chủ muốn có hàng tốt mà đòi giá rẻ. Tôi kiếm đâu ra cho ông? Từ lúc anh đi Pen qua đời, hàng tốt càng ngày càng khó kiếm. Hàng tốt hàng thật thì kêu giá ở trên trời, giá đó thì ông không trả nổi. Một người không có bí thuật mà lại còn ích kỷ như ông chủ, cho dù dùng đồ giả hay đồ thật cũng không có gì khác nhau đâu. Nói vậy là cậu biết rõ nó là đồ giả mà vẫn dám đem bán cho tôi hả? Mốt, cậu làm vậy coi được hả? Dọn dẹp đồ đạc rồi cuốn gói ra khỏi nhà tôi liền. Tôi đuổi việc cậu, đừng để tôi thấy mặt không thì chết với tôi đấy. Muốn đuổi việc tôi hả? Được. Vậy để tôi làm vị trí khác. Là con rể ông đấy. Anh biến tôi thành ma cà rồng, làm thay đổi cuộc sống của tôi. Không có thứ gì có thể bù đắp được, ngoại trừ việc anh phải là của tôi suốt đời. Ai đấy? Con gái cưng của bố đấy. Giờ bẩn. Nhờ cậu coi chừng biệt thự với mọi người giúp tôi. Chừng nào tìm được cây, tôi sẽ về ngay. Vâng thưa cậu, chuyện ở nhà cậu không cần phải lo. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mọi người mà. Chị Ương Khâm. Dạ. Bé Khoảnh La còn chưa ngủ dậy hả? Dạ, dậy rồi, mà không chịu xuống đây. Chắc là đang giận vì cậu chủ không cho đi theo. Đi thôi, Pupin. Hết đường rồi. Từ bây giờ, mình phải đi bộ vào trong rừng. Vâng, em sẵn sàng rồi anh. Có chuyện gì sao? Con muốn đi với bố phải không Khoảnh La? Sao bố biết con ở đây vậy? Anh biết. Vậy tại sao anh còn chấp nhận để cho Khoảnh La đi với mình? Thì tại em nói trong giấc mơ, em thấy Khoảnh La nắm tay em đi, nên anh mới nghĩ Khoảnh La có thể giúp mình tìm được cây. Đi thôi. Đi con. Sẵn sàng chưa? Con làm gì vậy hả? Chẳng nhẽ chị của con... Tránh ra! Thằng Mốt!
Đồ đê tiện, đồ khốn nạn, sao mày dám làm chuyện đổi bạn với con gái tao hả? Tao phải bắt mày đi ngồi tù. Bây giờ tôi đã là con rể của ông rồi, sao ông nỡ chia rẽ vợ chồng trẻ được chứ? Phải không em, Pan Pim? Mày đi theo tao, đi theo tao. Mau lên, mau lên. Mày lại đây, mau lên. Ai cho phép mày làm chuyện đó với con gái tao hả? Thằng vô ơn. Tôi vô ơn với ông như bây giờ là tại vì trong mắt ông chỉ coi tôi là xác rưởi. Không phải chỉ có con ông mà ngay cả ông nữa, tôi cũng sẽ... Dù ông có chấp nhận hay không cũng được, nhưng bây giờ tôi là con rể của ông rồi. Chỉ tôi không chấp nhận người như anh làm chồng đâu. Mốt, đổ xác rưởi. Giạt. Đồ khốn, anh dám đánh tôi. Mốt, hôm nay tao nhất định phải tự tay giết mày. Mày chết đi. Mày định làm gì tao? Định làm gì tao? Tôi sẽ không làm gì ông hết, đợi ông chủ hết thời. Nhưng tôi sẽ để ông tự tử. Anh định làm gì bố tôi hả? Không được làm hại bố tôi. Mốt. Anh là Macaron. Không được, tránh ra đi. Đừng, đừng mà, đừng. Thả con tao ra. Thằng Mốt. Mày là Macaron sao? Mày là Macaron thật hả? Giạt. Anh Mốt. Anh đừng làm gì bố tôi được không? Bố. 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 Bố đừng chết. Bố đừng bỏ con một mình mà bố. Bố. Bố đừng chết. Bố. Bố. Cô không có cách nào đánh thắng được tôi đâu. Từ giờ trở đi, không còn ai ngăn cản tình yêu của hai chúng ta nữa. Em với con thấy sao? Con mệt không? Em chịu nổi mà. Còn Khoảnh La thấy sao? Con mệt không con? Con hơi mệt mà con sẽ cố gắng để giống như bố với mẹ Pupin. Ừ. Con gái ngoan, có một số thứ muốn có được nó phải trải qua thử thách. Vâng, con hiểu rồi. Đi nào. Không biết bây giờ anh với chị sao rồi. Trong rừng không có sóng điện thoại nữa. Em thấy lo quá. Em bình tĩnh đi. Bây giờ cậu Pirachak mạnh hơn rất nhiều. Chắc chắn không có ai làm hại được cậu Pirachak đâu. Em thấy anh Bả Mương đúng đấy. Cô chủ đừng lo lắng quá.
Có chuyện gì vậy sư phụ? Thầy nhìn thấy ánh sáng đang tắt dần.